Phản ứng của Sao Việt khi Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố vì nựng bé gái trong thang máy. Trước thông tin khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh, nhiều Sao Việt đồng loạt lên tiếng đề nghị pháp luật nghiêm trị. Nhiều Sao Việt như Phương Thanh, Xuân Lan, MC Phan Anh, Hoàng Bách đã lên tiếng khi biết tin cựu viện phó Viện Kiểm sát Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố về hành vi dâm ô. Chiều 21 tháng 4, Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, ngụ thành phố Đà Nẵng, nguyên là phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Theo Điều 146 Bộ Luật Hình sự năm 2015, ông này được cơ quan điều tra cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú. Trên mạng xã hội, nhiều Sao Việt đồng loạt chia sẻ những bài báo về việc khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh như giải bày sự bức xúc của mình trong những ngày qua. Nhiều Sao Việt đồng loạt lên tiếng, đề nghị pháp luật nghiêm trị người đàn ông này gây ra hành động bỉ ổi ấy, dù người này bào chữa mình chỉ đang cưng nựng bé. Rất đông Sao Việt như Phương Thanh, Xuân Lan, MC Hoàng Bách, Phan Anh, diễn viên Nam Thư cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình khi biết thông tin này. Siêu mẫu Xuân Lan cảm thấy nhẹ lòng vì trẻ em đã được quan tâm bảo vệ. MC Phan Anh cho rằng cần phải có một bản án thích đáng để răn đe những tên yêu rau xanh. Ca sĩ Phương Thanh cảm thấy an tâm khi ông Linh bị khởi tố. Ca sĩ Hoàng Bách hy vọng việc làm này là đúng đắn và mong pháp luật sẽ thực thi để những người làm cha làm mẹ yên tâm. Diễn viên Nam Thư cũng bày tỏ cảm xúc khi hay tin ông Linh bị khởi kiện. Danh bi hả hê khi hay tin. Người mẫu trang trần cũng như các chị em nghệ sĩ nhanh chóng chia sẻ thông tin này đến với nhiều người. Mỗi người góp một tiếng nói và khi tất cả cùng hợp lực sẽ tạo ra sức mạnh. Đây là minh chứng, đây là thành quả đầu tiên mà chúng ta đã cùng nhau làm được. Chúng tôi sẽ cập nhật nhanh chóng những tình tiết trong vụ khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh.